Em rất là vui khi có một giải chạy được tổ chức ở đây, sẽ làm cho mọi người runner, người ta có khói khẹo trên này và người ta sẽ lên đây. Trong cuộc đua này thì cũng được chạy lên dốc và xuống dốc rất là nhiều. Mỗi cái nơi thì nó có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau và có những khó khăn và cái thuận lợi khác nhau. Thì em đánh giá đường chạy tại Đà Lạt là một đường chạy rất là thú vị. Em rất muốn đạt target từ 5 tiếng đến 5 tiếng 15. It's pretty cold, actually, very different from what we use in Vietnam. Like usually in Vietnam it's pretty hot. I hope we'll be fine. Yeah. Đây là một cái địa điểm cực kỳ đặc biệt ở Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Đây là một cái nông trại trà cà phê có truyền thống và là một trong những địa điểm mà có cảnh quan đẹp nhất ở Đà Lạt. Với địa hình khí hậu đặc trưng của Đà Lạt, chúng tôi cho rằng là những cái hoạt động thể thao ngoài trời, đặc biệt như là cái giải Ultratrail 2020 tại Gò Đốc Farm cũng là một trong những hoạt động cũng hết sức ý nghĩa, phù hợp với các vận động viên, người dân và du khách khi đến với Đà Lạt Lâm Đồng. Không khí đây khá là mát mẻ, đường chạy em nghĩ là sẽ rất là đẹp, tại vì đồi chè xanh ngát như thế này lên ảnh siêu siêu đẹp luôn. Cô Nhi viện Lục Hòa ra đời vào năm 2006, thì cô dẫn trên 30 em, bé nhỏ nhất là 5 tuổi và người lớn nhất là bữa nay 72 tuổi. Thì cô quyết tâm chạy cho được 5 cây. Yeah, the course was very nice, very well marked. The temperature is very cool here. The first 40K of the race, we really pushed hard, three of us. But then there were, in the last 15K, there were two big climbs. I saw that the other guys were maybe fast runner, but not climbers. So I took advantage on it. I saw one guy with taking poles on with some stick. So I made my gap there, and I finished in front of them. Our champion! 55 km Alexandro Strapa. Về nhì, Đỗ Trọng Nhân 5060. Về thứ ba, vận động viên Lê Tấn Thi. Thượng viên 55 km nữ, vận động viên Nguyễn Thọ Quỳnh Phương 5067. Về nhì là Nguyễn Thị Huy Mỹ. Khi thi hến ạ. Về thứ ba, Trần Thiên Thuận, cô bé danh 5.